Hello cả nhà, hôm nay Oxy sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món bò bít tết cực ngon, đơn giản, dễ làm, ai xem xong cũng làm được luôn nha. Bước 1, mình sẽ lựa một miếng bò nguyên miếng tươi ngon như thế này, độ dày khoảng 2-2.5cm, tùy theo các bạn muốn làm medium hay là medium rare ha, chín vừa hay là chín tái nha. Tiếp theo, mình sẽ rải lên bên đây một chút muối trắng, cộng với lại một chút tiêu, rồi thoa thêm một chút dầu liu lên các bề mặt thịt như thế này. Cho thêm vài cái lá hương thảo nữa, mặt kia cũng vậy nha. Xong rồi mình sẽ cho vào tủ mát ướp khoảng 15-20 phút nè. Ok, bước 2, các bạn sẽ bắt lên một chút nước sôi rồi cho vào đây chút muối. Cắt gọt vài cọng măng tây sạch sẽ, để lát nữa mình cho vào trang trí các bạn ha. Kèm với lại vài củ cà rốt mini, bông cải xanh. Các bạn sẽ chẻ đôi rồi cắt ra từng miếng vừa ăn. Cắt từ cuốn xuống giống như Oxy hướng dẫn ha, để bông cải không có bị nát nè. Khoai tây mình sẽ chẻ đôi ra rồi cắt như Oxy hướng dẫn, để lát nữa Oxy sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm thêm cái món này đơn giản cực kỳ mà ăn là thích lắm luôn nha. Cuối cùng mình sẽ cắt thêm vài lát cà chua bi để lát nữa trang trí. Tỏi mình sẽ cắt phần đầu rồi đập dập ra, phần còn lại lát nữa mình cho vào áp chảo luôn. Nước sôi lên rồi mình sẽ cho hết tất cả rau củ đã cắt sẵn vào luộc. Mình sẽ đậy nắp lại luộc khoảng 2-3 phút rồi vớt hết tất cả ra ngâm với nước đá. Khoai tây mình sẽ để đó tiếp tục luộc thêm khoảng 10-15 phút nữa là ok. Xong rồi nè, bây giờ Oxy sẽ vớt hết tất cả khoai tây ra, cho vào khăn vải ngấm cho ráo nước. Sau đó tới bước 3, cả nhà sẽ nghiền nhuyễn khoai tây ra, nhuyễn ra như bột luôn nha. Rồi bắt lên một cái nồi nho nhỏ, sau đó cho vào đây khoảng 15g bơ lạc. Bơ tan ra rồi các bạn sẽ cho hết tất cả khoai tây vào, dùng cây quánh quánh cho thật là đều tay lên. Sau đó các bạn nêm vào đây một muỗng sữa tươi. Bạn nào muốn ăn khoai tây mềm lỏng hơn thì mình cho 2 muỗng. Nêm vào thêm một chút muối và tiêu nữa là xong. Tiếp tục mình sẽ quánh thêm cho tới khi nào mịn như thế này là ok. Qua bước 4, pha sốt thì mình sẽ cho vào tô một muỗng tiêu đen đập dập, một muỗng dầu hào và một muỗng nước tương. Rượu vang đỏ các bạn sẽ cho vào 2 muỗng. Cuối cùng mình sẽ cho vào một muỗng nước nữa là xong. Công thức này họ sẽ cũng có fusion lại phù hợp cho khẩu vị của người Việt cho nên là rất dễ ăn. Tiếp theo các bạn bắt chảo lên rồi phi thơm khoảng nửa muỗng hành tỏi băm, sau đó cho hết tất cả sốt đã pha vào nấu riu riu lửa nhỏ. Sốt thơm quá. Bây giờ sốt đã nấu xong rồi nè, mình sẽ tắt bếp ngắt chảo xuống. Ok, bây giờ qua bước 5, mình sẽ áp chảo bò ha. Bắt chảo lên cho nóng, sau đó cho bơ và tỏi vào phi. Ok, nóng lên rồi mình sẽ cho bò vào áp chảo, cho thêm củ tỏi và lá hương thảo vào. Xong, cả nhà sẽ áp chảo mỗi mặt từ 3-5 phút tùy theo sở thích của mọi người. Chủ yếu Oxy hướng dẫn cho cả nhà công thức sốt ngon, cách làm sao cho đơn giản, dễ làm, thơm ngon lạ miệng. Muốn ăn chín vừa hay là chín tới cũng được nha. Mình sẽ nhắc chả xuống cho hết vào đĩa, sau đó cho rau củ vào xào luôn. Rau củ thì các bạn cho vào lắc lắc chút rồi nêm vào đây chút muối và tiêu. Đó, vậy là xong rồi đó. Bước cuối cùng trang trí thì các bạn chỉ cần cắt bò ra giống như Oxy đang hướng dẫn trong video nè. Cắt bò mà muốn cho đẹp thì các bạn ráng đi đường dao nào đứt đường đó, sau đó sắp xếp đều và gọn gàng lên đĩa là đẹp liền. Wow, ok không? Nếu muốn ăn giống như Oxy thì các bạn chỉ cần áp chảo thêm mỗi mặt khoảng 3-4 phút. Nói chung còn tùy thuộc vào lửa nha các bạn và độ dày của miếng bò nữa. Cho nên mình sẽ đúc kết ra bằng cách đó là làm ăn khoảng 2-3 lần là biết cái công thức lửa ở nhà của mình liền nha. Đó, mình sẽ decor lên đây một chút khoai tây nghiền cùng với lại vài lát cà rốt. Còn bên này thì cho vài cọng ngò tây, cà chua bi, bông cải, thêm miếng cà rốt nhỏ cho sặc sỡ. Góc bên này thì mình sẽ cho củ tỏi áp chảo lên. Cuối cùng là cả nhà sẽ rưới lên bên trên bề mặt thịt một lớp sốt. Đó, ngon chưa, ngon chưa? Đảm bảo ăn một lần đó là ghiền liền. Oxy thì thích ăn kèm với phần mỡ ở trên thịt cho nên là khi nãy không có cắt đi. Còn cả nhà ai mà không ăn thì mình cứ cắt ra trước ha. Bây giờ Oxy sẽ ăn thử miếng nè. Quá ngon, thịt mềm, mọng, ngọt nước, vừa chín tới, kết hợp với lại sốt tiêu cay cay, the the đậm đà, thơm phức vừa ăn, kèm thêm miếng khoai tây nghiền thơm bơ béo ngậy nữa. Wow, quá đã luôn. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Oxy tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Oxy á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.